Hello, xin chào, làm cho anh em nó quay trở lại với channel của mình. Thì đây là cái bộ đồ em vẫn đi câu nục qua này. Đấy, đồ đây. Đấy. Thì mình đi câu nục mình làm cái hộp này đựng đồ nó sẽ tiện hơn. Đấy. Và đây là dây các bác nhá. Thì anh em hỏi một câu bằng cái dây dây câu bằng dây gì? Thì đây là trước này em có dùng cước cước nhưng mà cước đánh thì này cước chìm quá, cước cước chìm thì nó rất là đắt. Đấy. Thế em chuyển sang câu bằng dây dù. Dây dù thì các bác có mua thì em để link bên dưới nhé. Em mua trên Lazada giá này rất là rẻ thôi, có 150 một cuộn đấy, mà rất là chắc. Mình đánh dây dù thì nó có ưu điểm mà nó rất là căng, nên nó căng cái là mình đánh ấy, lúc nào dây nó cũng chìm chìm đến bề mặt của nước đấy, nó chìm cách cách một khoảng chắc là phải vài phân đấy thì nó căng. Mẹ thứ hai là nó không bị gió thổi nhá. Anh em mình đánh mà hôm nào gặp gió to mà có sóng đấy, mà mình đánh cước 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 mà không bị cước xịn, không bị cước xịn nó sẽ nổi, cước nổi thì gió nó thổi nên là phao mình cứ tạt ngang tạt tạt ngửa đấy, nên là không nhìn được đâu, không biết là cá đẻ hay không đấy. Cá to đẻ phát nó tụt hẳn thì còn biết, còn nó loại cá nhỏ nhỏ đấy nó đẻ thì chắc chắn không thể nào biết được. Đặc biệt là rô phi, rô phi dù là nó có to đến mấy các bác nhá, dù có to đến mấy thì nó đẻ rất là buồn cười. Nó gì nếu như nhấp tăm tăm thì nó không bao giờ tụt hẳn như cá chép. Thay quả còn pháo lên cá ngay. Đấy. Đây, cá chép hay cá chấm, cá chép cá chấm mọi người nó tròn đấy, nó đè qua cái là tụt thẳng pháo ngay. Người rô phi rất là mạnh đấy, nó chỉ dập 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 ấy, nó đấy là gió nó mà thổi ngang là mình không thể nói biết được. Đấy, anh em mình câu dây này, dây cũng rất là rẻ, thì em mua có 150.000 một cuộn này, một cuộn thôi, rất là rẻ. Câu là phù hợp. Nói chung là mình đi câu thì lựa chọn đồ nó phải phù hợp với cái túi tiền của mình. Đấy. Nhiều tiền thì chơi đồ xịn mà ít tiền thì chơi đồ vừa phải. Đấy, em chơi đồ rất là vừa phải mà đánh rất là ok rồi, rất là chắc. Dù đặc biệt là rất là chắc và bền. Thì em có thể link bên dưới các bác nào mua tham khảo nhé. Đấy thì nhiều anh em hỏi câu loại dây gì thì chắc là nhiều bác mới tập câu như em mới tập câu lại vào nghề mới vào nghề nhưng mà đánh lục thấy phê quá. Đấy. Ôi thì mình nên chọn cái loại máy to, càng to đánh như cái càng phê, bởi vì khi mình giật lên đấy, mình giật lên phát là dây lúc đấy mình nhả nó sẽ bị trùng đấy. Máy to mình cuốn thì nó nhanh. Thế khi mình đánh xa bờ. Đó nhá, đánh xa bờ thì mình cuốn dây nó sẽ nhanh hơn thì cá nó không chờ được. Nên là cần. Cần anh em này. Em thấy là trong cái tầm tiền là 1 triệu thì em thấy cần này ngon thật đấy. Rất là cứng đạp mà hai là nó trơn bóng luôn đấy. Anh em nhìn này, carbon mà nó trơn bóng luôn. Khi mình đút đút cái ngọn cần vào nó không bị chảy xước đâu đấy, bởi vì khi mình đánh thì mình cần ấy không, nó không bị bẩn ở đầu cần ấy, mình đút vào rất là trơn, nghe nó rất là mượt. Nghe mình đáp này, mà cần này thì dài 1 mét, 4 mét rưỡi. Nói chung là câu nục thì cứ phải tầm từ 4 mét 25 đến 4 mét rưỡi, 4 mét rưỡi thì đánh nó sướng. Em cứ thích cũng lại 4 mét rưỡi này. Lần trước đánh cái cây kia đã thấy phê này, nó dài vụt nó phê hơn là cái loại ngắn, hay là đóng mình có lực hơn ấy. Mà có nhược điểm mà càng dài tất nhiên là nó sẽ độ dẻo nó sẽ tỷ lệ nghịch lại với nó đấy. Nhưng mà dài đánh vẫn là phê hơn. Ví dụ như cái cây này mà nó chỉ khoảng 3 mét 9 thì chắc chắn là nó sẽ cứng hơn đấy. Mà nói chung là nó tùy thuộc cái loại phôi, phôi mấy cái tầm tiền của nó. Ví dụ như cùng với tầm tiền của nó 4 mét rưỡi thì chắc chắn là nó sẽ phải dẻo hơn so với 3 mét 9, nhưng mà tầm 4 mét rưỡi đánh sướng. Lấy cây này rất là đẹp. Đấy. Đây là bộ này anh em đi câu là rất là ok rồi. Thì cái này lưỡi, lưỡi thì anh em chọn loại lưỡi đúc ấy. Đây. Cho anh em xem lại nhá. Lưỡi đúc thì nó bền hơn cái loại lưỡi kia rất là nhiều. Anh em xem đây là lưỡi lưỡi lục này. Lưỡi lục thì em cho đây là lưỡi 12. 12 chuyên đánh cá to. Đấy. Lấy nét cho để lấy nét các bác xem nhé. Lấy 12 rất là to và đây là chỉ đúc ấy thì nó ngon hơn. Nên sao ngon hơn? Nó ngon hơn là khi anh em mình đóng cá to ấy thì nó kéo mấy thì nó không bị dẹo cái lưới đâu, nó kiểu là đây như cái lưới này. Rồi, để em cho các bác xem nhé. Trước em các bác đợi em một chút để em lấy cái lưỡi cũ của em vào đâu nhỉ?
để một chút đã nhá. Đây, đây rồi. Đây là cái lưới cũ hôm trước em đóng phản cá vược các bác nhá. À. Nữa này nữa trả tiền, em mua trên Lazada đợt đấy là nó có 125.000 được 5 chiếc cơ. Đợt đấy mình mới tập câu. Nào không không biết là chọn lưỡi như thế nào là hợp thì cứ lấy giá rẻ là mình mua thôi. Thì đóng con vược các bạn, đóng con vược tương đối to thì các bác nhìn này. Lưỡi này nó dẻo hết cả lưỡi, mình có uốn lại thì nó sẽ bị đứt cái dây đồng này. Đấy. Đứt cái dây đồng này. Các bạn nhìn này, nó dẻo hết rồi, uốn lại rất là khó nhé. Bởi nó đứt dây đồng rồi. Thì nếu mà có uốn lại rồi các bạn nhìn, thứ hai nó nỏng ở trong này, xoay được cả cái lưỡi đi. Đấy, thứ mình có uốn được lại thì giật mấy phát nó cũng lại bị vậy thôi. Đấy đây đây là nó còn chưa bị trượt nhá. Ngoài công ty đóng tàu đang đóng hơi ồn, các bác thông cảm. Đấy, có phát mình đóng nó trượt đấy, nó tụt cẩn vào bên lưỡi là sao, có nghĩa là cái này, cái phần này nó tụt sang chỗ này, còn phần này nó dai hẳn ra. Đấy. Đấy là anh em chọn lưỡi. Lưỡi thì công nhận là thấy thép thì cũng tốt. Đấy, đóng vào đến mấy này thì nói chung là vẫn còn ngon. Đấy, đóng mấy vẫn còn ngon. Nhiều chỗ nó hơi cong cong để đóng mình giật đi giật lại nó hơi cong lưỡi ở đâu này. Uốn lại mài mài cái này nhọn này thép thì cũng rất ok. Đấy, so với cái loại này thì nó không thể tụt được. Đấy, không thể tụt sang ngang sang trái rồi nó chỉ đúc mà. Thì này nói chung là nó đắt gấp đôi cái lưỡi cái kia. Lưỡi to này thì mua 5.000 một lưỡi. Nói chung là nó nhiều loại lưỡi, còn lưỡi hàng thừa đấy, lưỡi hàng thừa thì nó còn đắt nữa. Nó đắt nó khoảng 100.000 một lưỡi cơ. Nhưng mà anh em cũng không cần phải đến mức cái loại 100.000 lắm gì, thấy cấu loại này là ok. Đóng cá không mất mà lưỡi cũng rất là bền. Đấy. Để lấy lục nhá. Lấy lục. Đây là đây lại cái lưỡi ngày xưa nó đều đều, nó rất là sắc, lưỡi rất là sắc. Đấy, chỉ này không phải chỉ đúc như đóng vào rất là sâu. Nhẹ, nhưng mà có tội là nó hay bị dẹo lưỡi đi. Còn đây là lưỡi tứ thì có một cái ưu điểm là mình đánh thì nó thoát nước ấy các bạn. Giật thì nó căng nhá. Đấy, khi mình vụt phát là nó đóng rất là mạnh, được nói chung là được đóng rất là mạnh. Nhưng mà có một cái nhược điểm lớn nhất là loại em đi câu gặp một cái đàn cá ấy, cá nhỏ đóng toàn trượt này. Ngày thứ hai là ít khi van một cái phát nào mà gặp đàn mà mình đóng là cùng 2-3 con một nhát lắm. Chỉ có lục thì em van 2-3 con phát, còn đâu mà tứ thì ít khi, mày lắm mới được nhá thôi. Đấy con này. Ninh thì mình buộc cước cái dù đều được. Đấy, hôm nọ là em vội qua em buộc cước, bình thường em buộc dù cơ. À, đây là cách anh em chọn lưỡi nhá. Rất là đẹp. Lưỡi này lưỡi tứ thì nó rẻ hơn, nó tứ 10, này tứ 10 40.000. Em mua 40.000. Một lưỡi. Đấy, mình đánh lâu thì nói chung là cái chỗ phần chì này nó cũng sẽ bị cái coi nhìn nó rỗng ra. Nó em giật mấy con hào to nhưng mà nó không bị dẹo lưỡi, còn nó hơi ngả ngả thì nó không tụt hẳn nữa đi. Ok. Nồi bộ phao thì nó mất toi cái ngọn các bạn. À, mất toi cái cánh này. Đây là hôm nay mình soi mua một cái cánh mà cánh là cánh đều. Nó giật vài phát nó xước hẳn là cánh có 5.000 một cánh. Còn cánh to nó của em 10.000 ấy. Mà hôm nay quái nào giật nó lại. Bung được cái quả ra giật mạnh quá. Nó bung quả thì nó rơi mất cánh, nước cánh bằng nhựa chỉ mất. Rất là phí. Nhà mấy hôm nay em gác đồ nhà mất cái cánh đạp này chưa muốn đi câu. Thì nó nặng quá. Này, ngọn cánh này cánh nhỏ này. Mà đặc biệt là với cái quái nào em đi mua mấy cánh này, thật sự các bao nào chỉ cần để ống dưới nước ấy. Đánh 1-2 hôm ấy, nó chóc hết cái phần lớp sơn này ra ngay. Đấy, nó rất là bực mình. Màu thì nó rất là đẹp, nó đi quay thì nó rất là sáng nhưng mà hầu như là mất phần lớp sơn này. Là em thường là em về em tự sơn lại. Sơn lại màu nó đẹp, nó tươi theo ý thích của mình. Đấy là một bộ anh em nhé. Bộ câu lục thì giá nó nói chung làm thế. Nếu như ngày đầu mà em tập câu em nghĩ em nên câu lục này, nó tiết kiệm hơn rất là nhiều. Em câu năng C cần một đống nhưng mà vác đi rất là mệt. Máy móc rất là nhiều, cần rất là nhiều mà hiệu quả nó không cao ấy. Câu năng C em thấy đa phần là móm. Thỉnh thoảng hôm nào va một cá thì cá là cá to thật nhưng mà hiếm khi mình được cá to lắm. Hiếm khi mình va nội hàng lắm. Bởi vì em thấy đánh năng C kiểu là mồi nó chìm thì đáy nó bùn ấy, nhiều chỗ đáy nó sạch thì không sao, đáy nó bẩn cái nó chìm bùn cá không thể nào mà tìm ăn được. Nên rất dễ móm, nó không như nục. Như một hộp đồ anh em. Đấy
Dù anh em mà muốn chơi như, bộ như của em thì cần một cái cần, một cần thì USA nó em đánh cần ấy, commando đánh rất là hay. Cần ấy được, nói chung là trong tầm giá khoảng 1 triệu thì cần ấy rất là đẹp. 1 triệu là khoảng một quả máy. Nói chung là mà máy thì cũng phụ thuộc vào túi tiền anh em, nó máy này em mua 500 thì đánh cũng là ok rồi. Nhưng hôm nọ lúc là em đi ra ngoài tiệm đấy, có một cái máy bãi Nhật, máy nó 2,6 triệu và máy 6.000. 6.000 mà em cảm giác là tối gấp rưỡi máy này các bạn mở quay công nhận là phê, nó đầm, nó tiền nào của đấy. Chứ em quay cái mấy cái máy khoảng 200-300 ấy thấy nó sướng rồi. Chuyển sang máy này thấy sướng hơn, mà nọ là đấy sử dụng của máy mấy cũ đấy mà 2,6 triệu thì mới không biết có phải chục triệu ấy, quay cũng thích thật. Nói chung là phù hợp mấy cái túi tiền của mình có đồ nào thì mình dùng lại đấy thì cứ cảm giác cái thích thì được. Bình thường nếu mà em không quay quả máy khủng đấy thì em quay mấy con máy này của em đã thấy rất là phê rồi. Đây, nói chung là cứ theo sở thích của mình, theo cái đam mê và phù hợp với cái túi tiền của mình là được. Vâng, chứ không biết bao nhiêu cho đủ, nhưng có những cái máy hàng trăm triệu ngó rồi, tiền đâu mà xoáy loại đấy đúng không? Đam mê nhưng phù hợp với túi tiền nữa. Đấy anh em nhé, một bộ này là gần ok. Đấy, thỉnh thoảng em đi câu thì em vẫn mang theo keo hay dính linh tinh chỗ nào hỏng, với đặc biệt là cả cái chặn phao đấy, chặn phao của bác nhé. Đấy. Đấy, còn có bác có hỏi thì trong này có vẻ phao to này có thể cho thêm chì không, thế này là phải có nhé, phải có để mình cân phao đấy. Đấy, trong này lúc nào có thể bỏ chì để cân phao đấy. Đây em chưa cân thì em vất ra ngoài này. Bởi mình không cân đầu phao thì lưỡi nó không tì, không bành được, đánh nó không được cá đấy này. Em nhìn chưa, một bộ đồ này gấp rất là gọn, cái câu lục rất là hay đấy nhá. Đấy là cái dây, anh em mà muốn tham khảo thì nên trên Lazada mua nhé, em còn mua trên đồ trên Lazada thôi. Đấy em có để link bên dưới, các bác vào xem tham khảo sở hữu với mình một quặn dây tốt để câu cá nhé. Rồi bây giờ thì em cũng đi, các bác là mua hết rồi.